lì lợm và trơ cháo. Từ ngày 31 tháng 12 năm 2021 tới nay, trang Việt Tân vẫn trưng bày một số nỗ lực tiêu biểu của Đảng Việt Tân trong năm 2021. Thử xem đó là những gì. Thì đây, nhãn ba đầu vị. 1. Việt Tân nộp hồ sơ Magnitsky. 2. Việt Tân và công tác chút quà yêu thương, giúp bà con nghèo trong đại dịch tại Việt Nam. 3. Giải thưởng nhân quyền Lê Đình Lượng 2021. Hóa ra, công to việc lớn của cái đảng chính trị Việt Tân cả năm 2021 là vậy. Liên quan vụ Việt Tân kêu gào Liên minh châu Âu thông qua cái gọi là đạo luật Magnitsky châu Âu, trừng phạt Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình vì đã có những hành động vi phạm nhân quyền nghiêm trọng, Việt Tân không chỉ bị thiên hạ khinh bỉ mà còn bị ném đá rầm rầm, chả oan chút nào. Vì lẽ, ngay từ tháng 12 năm 2016, khi Tổng thống Mỹ ký thành văn bản luật từ dự luật S-2943, tức luật chuẩn chi ngân sách quốc phòng năm 2017, trong đó có điều luật chịu trách nhiệm về nhân quyền toàn cầu Magnitsky, quy định chế tài với các cá nhân mà Mỹ cho là vi phạm nhân quyền trên toàn thế giới, dư luận quốc tế đã phản ứng dữ dội và vạch trần tính áp đặt của nó. Theo đó, Magnitsky không những không phù hợp với các nguyên tắc trong quan hệ quốc tế, cản trở sự phát triển các mối quan hệ giữa các quốc gia theo Hiến chương Liên Hợp Quốc năm 1945, mà còn vi phạm nguyên tắc điều chỉnh của pháp luật nhân quyền quốc tế đối với chủ quyền quốc gia và trách nhiệm quốc gia, tỉ như Công ước Quốc tế năm 1966 về các quyền dân sự, chính trị, quy định, mọi dân tộc đều có quyền tự quyết. Xuất phát từ quyền đó, các dân tộc tự do quyết định thể chế chính trị của mình và tự do phát triển kinh tế, xã hội và văn hóa. Cái gọi là chương trình chút quà yêu thương nhằm giúp đỡ bà con rơi vào hoàn cảnh khó khăn trong đại dịch, khởi động từ đầu tháng 9, 2021 và kéo dài trong một tháng. Mà mãnh dán cái nhãn cao cả đó, Việt Tân nghĩ là nhiều người sẽ thành lệ rơi, vì cảm động. Thâm hơn, tuyên ngôn về chương trình này, Việt Tân còn đồng thời bồi thêm những lời thoá mạ nhà nước, các cấp chính quyền Việt Nam yếu kém, trong chống dịch, hứa hẹn hỗ trợ nhiều nhưng chỉ là hứa suông, từ đó, kích động người dân chút phẫn nộ vào nhà nước. Nhưng hỡi ơi, dù có bất cập, thiếu khuyết, nhưng hàng chục nghìn tỷ đồng hỗ trợ trực tiếp cho hàng triệu người dân, hàng nghìn tỷ hỗ trợ điện, nước, hàng triệu túi an sinh và hàng trăm nghìn túi thuốc F0 ở thành phố Hồ Chí Minh và các điểm nóng dịch trong cả nước, các gói hỗ trợ nhiều chục nghìn tỷ cho doanh nghiệp phục hồi sản xuất, không từ chính quyền, chính phủ, thì từ trên trời rơi xuống chắc, hay đó là quà yêu thương của Việt Tân gửi đến. Giải thưởng nhân quyền Lê Đình Lượng 2021 với chủ đề Nghĩa đồng bào trong mùa đại dịch, nhân vật Việt Tân vinh danh là ông Linh Mục Đặng Hữu Nam. Không chỉ phá bĩnh luật pháp nhà nước với những hành vi bạo lực như côn đồ, ngôn từ như xó chợ, tiếng là Linh Mục, nhưng với việc can thiệp vào chính trị, chính ông Linh Mục này còn đi ngược lại giới luật mà Giáo hội Vatican quy định. Ngang ngược đến mức nhiều lần trên bảo không nghe, ngày 17 tháng 6 năm 2020, Tòa Giám mục Giáo phận Vinh buộc phải thông báo cho ông ta, tức Linh Mục Anton Đặng Hữu Nam nghỉ mục vụ. Nghỉ mục vụ là cách diễn đạt của đạo. Còn đời, có thể coi như cách chức, nghĩa là kỷ luật nặng vậy. Thử ngẫm về bài viết của Việt Tân, mới thấy, cái gọi là những nỗ lực tiêu biểu của Việt Tân trong năm 2021, đáng giá như thế nào?